Các chị yêu là cái quần suông nhà em đẹp như này mà các chị yêu. Quần nhung suông này ngoài thị trường nó bán rẻ nhất phải là 200 các chị nhá. Rẻ nhất cũng phải là 200 nhưng chắc đẹp chi em ngày hôm nay cho em là 139 nghìn một quần. Và hai mua hai quần được miễn phí ship các chị nhá. Còn quần nhà em các chị nhớ cho em này. Quần suông nhung nhà em nó tầm 100% là quần suông nhung Hoàng Quảng Châu. Được chưa? Quần nhung nhà em là nhung đính, nhung nhà em là nhung chữ nhũ các chị nhá, nhung chữ nhũ này chứ không phải là nhung như ngoài thị trường nó các chị mặc rất là rẻ. Nó năm nay cực kỳ hot quần suông nhung như này. Các chị mặc một cái quần suông này các chị mix đồ cho em là cái gì cũng đều đẹp cho em luôn. Giá chiên ngày hôm nay là bao tiền ạ? 139 nghìn một quần và mua hai quần được miễn phí ship. Nhà em có đủ size từ S, M, L và XL 40 cho em đến 63 cân là có size. Được chưa? Các chị đặt hàng quần suông nhung lên nha, quần suông nhung kèm số điện thoại giùm em. Quần thì nhà em nhìn ngày hôm nay sẽ có 3 màu, 3 chữ chị nhá. Nhưng nó cùng giống nhau nên bên em nếu mà các chị mua hai cái thì bên em sẽ mix cho tình yêu hai chữ khác nhau. Chứ bên em thì không chọn chữ thì giá nhà em rất là tốt rồi. Ngoài thị trường nó bán 200, 250 một cái quần suông nhung như này. Suông nhung nhà em là không bán loại dây rút mà nhà em là rút bằng gì ạ? Rút bằng dây dây kim loại như này rất là sang này. Các chị mặc để các chị mặc crop top các chị ơi. Mặc những cái áo crop top ấy mình mặc ở những quần này nó cái cạp của mình nó rất là đẹp này. Được chưa? Cực kỳ xinh cho em luôn, nó có 3 chữ chị nhá. Mình mua một cái thì là bên em sẽ lấy cho yêu một chữ, còn nếu các chị yêu mua hai cái thì bên em sẽ lấy cho yêu hai chữ khác nhau. Hiện tại bên em chi nhân là bao nhiêu tiền ạ? 139 nghìn một quần mà mua hai quần được miễn phí ship chị nhá. Dáng em thì dáng suông đẹp này, dáng suông đẹp đúng quần nó không bị rộng quần và những quần rất là dài đẹp cho em luôn. 139 nghìn một quần mà mua hai quần được miễn phí ship, tất cả đều đính nhung đẹp này một cho em này và gì chữ nhũ cho em luôn. Cạp quần là dây của nó là dây kim loại mặc rất là sang cho em. Cạp quần cao này mặc không hề bị kích không hề bị bó giùm em và đặc biệt đây là hàng Quảng Châu nên các chị mặc cho em đủ 4 size cho em là gì ạ? Là SML và XL. 4 size cho em SML và XL luôn nên là các chị mặc rất là thoải mái. Nói chung là trong mùa đông năm nay các chị đừng mặc quần bó nữa. Mình mặc cho em những cái dáng quần suông này. Mình mặc cho em với những cái áo nó tốt rất là xinh mà nhìn nó rất là tôn dáng, tôn da cho em. Chị ơi form đẹp như này cho em mà giá chỉ có bao nhiêu tiền ạ? 139 nghìn một quần. Mua hai quần được miễn phí ship. Khi mua hai quần thì bên em sẽ chọn yêu hai chữ khác nhau. Bên em thì không chọn chữ nha vì giá ngày hôm nay rất là tốt rồi. Các chị yêu có thể tham khảo những cái shop khác bán. Quần nhung này rẻ nhất còn 200 đến 250. Nhưng nhà em bán cho khách hàng với giá là 139 nghìn một quần. Quần suông, quần nhung chữ nhũ cho em đàng hoàng luôn. Form đẹp, chất đẹp, bảo hành nhung của chị em nhà mình. Được chưa? Form đẹp cực kỳ luôn. Đặc biệt các chị mặc cái quần suông nhung các chị mix đồ cho em cái gì cũng đều rất ok. Mình mặc nó vừa thoải mái này, vừa nhẹ nhàng này, vừa bay quần lại còn vừa đẹp cho em. 139 nghìn một quần, mua hai quần được miễn phí ship. Nhà em có sẽ có 3 chữ như này. Và các chị mua hai quần bên sẽ mix con yêu hai chữ khác nhau. Chứ bên em thì không chọn chữ vì giá ngày nay quá tốt rồi. Quần suông nhung một cái quần vải nhiều như này, đẹp như này, form chuẩn như này, được chưa? Cái dây của nó dây ở cạp của nó là dây kim loại xịn như này mà chỉ có 139 nghìn một quần, rẻ hay rất rẻ ạ? Rất rẻ. Mặc đẹp rất đẹp ạ. Ấm hay rất ấm ạ. Sang hay rất sang ạ? Rất sang luôn mà 139 nghìn một quần, mua hai quần được. Miễn phí ship, nhanh tay. Chốt đơn riêng quần này các chị mix đồ với cả thế giới giùm em. Cái gì mix cho em với cái quần này cũng đều rất là đẹp. Cái gì mix cho em với quần này cũng rất là đẹp và các chị ơi hack dáng vô cùng luôn. Các chị mặc cho em lên nhìn dài chân này, thấy chưa? Dài chân này, chân này, dáng đẹp cho em này và mặc nhìn rất là sang cho em các chị nhá. Ngoài thị trường bán thì yêu 200, 250 nhưng quên đi. Ngày nay nhà trang đẹp bán 139 nghìn một quần, mua hai quần được miễn phí ship và đặc biệt quần nhà trang đẹp cam kết là quần nhung loại 1 của Quảng Châu luôn. Các chị nhá, nhung loại 1 Quảng Châu yêu tình yêu luôn trên nhà mình luôn. Cà đẹp, form đẹp, dáng đẹp, đủ size từ 40 đến 63 cân SML và XL. Nghe cái bảng size này nó gọi là chất nhất cuộc đời các chị ạ. Làm gì có nhà nào có bảng size SML XL như nhà em. Hàng chợ chỉ có 1 size, 2 size là cùng, 3 size là cùng nha em, đến 4 size đến SML XL luôn. Form đẹp này, cạp thoải mái các chị mặc quần nhung nha em này, sướng không? Nó đây là size S đấy mà chứ người các chị nhá này, chất nhung này. Co giãn cho em này, form đẹp như này cho em 139 nghìn một quần. Được chưa? Mua hai quần được miễn phí ship. Bình thường em bán quần nhung các chị nhá, rẻ là 170, 180 là rẻ rồi. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần săn bao nhiêu tiền ạ? 139 nghìn một quần, mua hai quần được miễn phí ship. Nhà em có 3 chữ, các chị mua hai quần thì bên sẽ mix cho nhiều hai chữ khác nhau. Còn chữ tất cả đều là nền đen và chữ của nó là chữ nhũ hết. Nên là chữ nào nó cũng giống nhau, nó đẹp như nhau hết. Bên em không cho chọn chữ các chị nhá. Giá là giá quá yêu thương rồi, các chị cứ mặc cho em một đôi này đi. Em ơi các chị ơi, về mix cái gì nó cũng đẹp và nó sang. Vừa đẹp vừa sang vừa ấm, các chị đi đâu cực kỳ thoải mái cho em luôn. Đứng ngồi thoải mái, nó không như quần bó. Mình không cần phải lo cái trùng gối, mình không cần phải lo nó gì nó nhăn nó nhào. Mình không cần nó lo cứ bí vào người các chị ơi, nó thoải mái vô cùng cho em luôn. 139 nghìn một quần, mua hai quần miễn phí ship. Lên cho em quần nhung suông kèm số điện thoại giùm.
dùm em. Nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt đơn. Đúng rồi chị Hương Lan ơi. Hai quần ok, chị Hải Yến có đơn cho em, chị Minh Huệ ok là hai quần này. Chị Hà Trang ok có hai quần. SML XL 463 cân cho em. Ok chưa? Nhà em là hàng rất nhiều size. Mặc cho em là tẹt bô cho em đi. Giá chiết ngày hôm nay là 100 bao nhiêu ạ? 139.000 một quần mà mua hai quần được. Miễn phí ship. Chị thấy ai yêu các chị như em không? Bán hàng nha các chị nha, chỉ bán những yêu hàng chất lượng và lúc nào cũng ưu tiên các chị cực kỳ luôn. Một áo ship, một quần là ship 30, mua hai cái em phổ đi ship mà cái quần này các chị mua cả ba màu các chị không chán. Các chị mua cả ba chữ các chị không chán, chị về mặc mà xem. Nghiện luôn các chị ạ, à, lên form lên dáng nó đẹp, thoải mái cực kỳ đi lại này, nó cực kỳ sướng luôn. Che khuyết điểm phần chân này, che khuyết điểm phần đùi này mà mặc nó cứ đung đưa nó phê như thế này cho em. 100 bao nhiêu ạ? 139.000 một quần. Đặt hàng comment cho em là quần nhung suông kèm số điện thoại giúp em với chị nhá. Mua một cái ship 30.000, mua hai cái miễn phí ship. Nhà em là không chọn chữ chị nhá, đẹp như thế này cho em này. Mua hai quần này mít cứ tình yêu hai chữ khác nhau, không ai mít một chữ làm gì đâu chị ơi. Đẹp như thế này cho em mà cực kỳ sang cho em nữa chị nhá. Chữ nào mặc lên thì nó cũng đẹp thôi các chị ạ. Vì nhà em tất cả đều là chữ nhũ, được chưa? Chữ nó rất là đẹp và cực kỳ sang cho em luôn. Giá chiết ngày hôm nay là 100 bao nhiêu ạ? 139.000 một quần. Đặt hàng comment nhau quần nhung suông kèm số điện thoại giùm em nhanh tay. Chốt đơn đẹp rất đẹp ạ. Sang rất sang ạ. Đủ size các chị nhá. Nhớ này, mua hàng anh nghe cái bảng size thôi là các chị biết là hàng ở phân khúc nào rồi. Size nhà em trang đẹp là 40 cho em đến 63 cân SML XL luôn. Ngoài thị trường còn lâu, xin lỗi tình yêu luôn, không mặc có size đến XL các chị yêu mặc. Nhà em là hàng Quảng Châu mát miếc còn ghim ở đây các chị này. Đấy, size là size chuẩn các chị nhá. Đặt hàng comment cho em là gì ạ? Đặt hàng comment cho em là quần nhung suông kèm số điện thoại giùm em. Giá chiên trên livestream là 139.000 một quần. Mua hai quần được miễn phí ship hàng Quảng Châu giùm em. Các chị nhá, hàng Quảng Châu giùm em các chị ơi, nhìn này. Thấy chưa? Thấy mát chưa? Thấy tem chưa? Nhung xịn lắm. Mặc vừa đẹp, vừa ấm, vừa xịn sò cho em các chị ơi, nhìn cái form dáng đẹp chưa? 139.000 một quần cho em các chị nhá, form đẹp cực kỳ luôn. Toàn dáng quần hot girl các chị ơi. Toàn dáng quần hot girl các chị nhá, 139.000 một quần. Đặt hàng comment là quần nhung suông kèm số điện thoại giùm em. Mua một cái ship 30, mua hai cái em free ship. Ok, Trung Nguyễn nhận đơn tại vì em bán cho chị yêu yên tâm luôn. Em bất chấp giá toàn cái Facebook này luôn, không có thằng nào chơi ở em đâu. Các chị bán hay ai bán một cái quần nhung suông nó to dài đẹp như này. Em bán quần nhung bé ghi thôi các chị ơi, em đã bán 178 rồi. Nhung suông vải nó còn tốn gấp vài lần cho em mà em bán 139.000, mua hai cái em miễn phí ship cho các chị thấy ưng chưa? Mà cái quần này mặc có bao giờ biết chán đâu các chị. Mix cái gì trong tủ đồ nó cũng đẹp. Từ cái áo ba phân ôm hay là từ cái áo crop top hay là từ cái gì ạ? Từ cái áo hai dây cho em nó cũng đều đẹp cho em các chị nhá, cực kỳ xinh luôn. Năm nay là hot quần suông mà cái gì hot thì em trang cũng có cho các chị, mà là còn gì ạ? Mua cái giá ối giời ơi cho em 135.000 một quần, mua hai quần được miễn phí ship. Hai quần mix cho cái tình yêu hai chữ khác nhau được chưa? Không bao giờ mix một chữ đâu mà lo các chị nhá. Bên em không chọn chữ giùm em các chị ơi, nó đẹp như này các chị tại vì là em các chị ơi, em đã bán được cái giá không 139.000 rồi, chọn làm sao được, chọn này phải mua 200-250 chứ đúng không ạ? Mà cái chữ nào nhà em cũng đẹp, không có cái chữ nào xấu cả, chỉ có em không mặc lên là các chị cứ chọn cái nhăm nhăm vào em thôi các chị ơi. Nhưng mà con này nhà em cực kỳ đẹp luôn này, dáng trước dáng sau này mà nó đẹp cực kỳ cho em luôn, tôn mông tôn dáng mà nhìn nhá các chị nhá. Tức là mình có khuyết điểm gì về chân là nó mất hết cho em luôn, mặc nó cứ thướt tha điệu đà cho em. Rồi đấy, 139.000 một quần, mua hai quần được miễn phí ship. Hai quần mix hai hình hai khác nhau các ơi, cực kỳ co giãn cho em luôn, form đẹp luôn tình yêu. Mà nó là nó nền đen xong là còn chữ nhũ nữa nên là rất là sang cho em. Quần suông nhung kèm số điện thoại giùm em nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt đơn được chưa ạ? Nhìn này, cái cạp nhà người ta dây rút nhìn nó quê đúng không? Nhà em bằng gì ạ? Dây sắt. Sang không? Sang không cái gì? Các chị mặc như cái này, các chị mặc cái crop top hở cái cạp ra nó cũng đẹp như em này. Mặc cái hai dây hở cái cạp nó đẹp cũng sang chứ chị. Đúng không ạ? Nó lòng thòng nhìn nó buồn cười các chị yêu. Đấy là comment cho em nào. Quần nhung suông kèm số điện thoại giùm em. Mua một cái ship 30, mua hai cái bên phố đi ship nhanh lên lấy hai cái cho em. Vừa ấm này, vừa đẹp này, vừa thoải mái mà lại còn vừa tôn dáng cho em nữa. Vừa ấm vừa đẹp vừa thoải mái mà còn vừa tôn dáng cho em nữa. 100 bao nhiêu ạ? 139.000 một quần. Mua hai quần làm sao ạ? Được miễn phí ship. Nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt đơn. Đẹp rất đẹp ạ. Rất đẹp ạ. Các chị nhá, không ở đâu có giá này đâu. Còn trang đẹp đã bán các chị yên tâm. Nhà em là đủ size từ 40 đến 63 cân. Đương đương. SML XL các chị yêu nhá. Nhanh tay. Chốt đơn. Nghe bảng size chất chưa? Quá chất. Quá chất luôn, giá rẻ không? Quá rẻ. 139.000 rẻ, rất rẻ. Rất rẻ. Rất rẻ, rẻ. Mua hai cái được. Miễn phí ship. Nhanh tay. Chốt đơn. Mua hai cái gì? Miễn phí ship. Mix 2. Mix 2 khác nhau các chị nha. Yên tâm giùm em, mua hai cái mix 2 khác nhau. Quần nhung xương suông kèm số điện thoại giùm em là có đơn. Nhanh tay. Chốt đơn. Sướng không ạ? Quá quần nhà em chị nhìn cái đúng quần nó sướng này. Cỡ như trang đẹp là cao 1m64 đúng không? Nhìn này,
cái đúng quần nó cũng dài, nó không bị như nhà người ta mặc là cứ kéo đúng vào đây, cái form ống quần nó cũng đứng vừa phải, không bị suông quá, không bị to quá và không bị bé quá, cho em form rất là thướt tha. Nên là các chị nhìn cái form nhà em các chị thấy là khác hoàn toàn form chợ rồi, mà giá ngày nó ưu tiên là 139.000, rẻ rất rẻ, rất rẻ ạ, xinh rất là xịn ạ, rất xịn, chốt hay không chốt ạ? Phải mua hai cái được mix hai hình khác nhau chị nhá. Nhà em thì không chọn hình đâu, nhưng riêng quần này nhà em là các chị yên tâm nhá, hình nào cũng đẹp, chữ nào cũng đẹp, các chị mua hai hình thì bên sẽ mix cho tình yêu hai chữ khác nhau. Đặt hàng nhanh tay comment quần nhung suông kèm số điện thoại giùm em nhanh tay chốt đơn ạ, quá xinh nhanh tay các chị ơi, nhanh tay giùm em các chị nhá, riêng quần này nhà em các chị phải có đồ giùm em.